mà cái lỗ mũi người ta nó y như cái đường mương vậy đó. Cái kiềm cánh với mấy nhỏ vô đây hết rồi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Rồi vô đây. Lấm. Kiểu nó dơ dẻo. Lấm. Nè, lấm nè. Vậy lấm. Cái gì ba? Nói lấm nè. Tào lao mày. Đánh vô đây. Đóng cửa lại hủy. Kiểu dính luôn, dính vô luôn. Vô đây, vô đây. Lấm vô đây. Hai. Hai. Lại. 1, 2, 3. Hi, hello xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã đây. Sau lưng mình là Toàn nè, Sang nè, dẹo lên đứng nó nhảy gì kìa. Kiểu gì? Hai bên này là Phùng Phúc với Phùng Khánh cho mọi lăng nha mọi người. Mấy nhỏ này hôm về thường vô đây chơi mọi người thì biết cho mình quay mọi người vô đây mấy có mấy nó vô đây chơi thì nhiều khi quay thì có mấy nó luôn. Cho nên là mọi người xem thì video thì cũng vui vẻ quan hỷ nha mọi người. Có nhiều bạn comment kỹ quá, tuy nhiên có mấy bạn nhỏ vô cũng có gì đâu mà mấy bạn comment gọi là mấy đứa nhỏ nó đọc nó buồn, tôi xích mấy đứa nhỏ nó đọc nó buồn. Ok, hôm nay là bây giờ mình với lại nguyên đám mấy anh em mình đó mọi người thấy là Khứa Danh đang bẻ mặn quá á. Mình mới có một cái màn trên, mình muốn làm gì nè mọi người, thì bây giờ mình sẽ bàn bạc với anh em hết. Xong rồi ra mình quay trực tiếp luôn. Ra quay thẳng luôn mọi người, quay thẳng luôn là cho luôn nha mọi người. Cái gì mà giỡn ngoại mày? Giỡn có ngày. Vô trời thôi. Dạ. Rồi tới đâu nè? Ba Khứa nè. Rồi đi tới. Rồi đó, tới rồi đi tới. Ok, bây giờ mình sẽ tắt máy quay rồi bàn cái ý tưởng này với mấy anh em xong rồi bắt đầu thực hiện cho anh nè, để Khứa đó đi vô ạ. À. Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Nhã mọi người, thì đây là Danh. Mấy anh em mình đang có một cái clip gọi là một ngày làm gì của anh em mình đúng không? Rồi, chỉ là anh em mình trên đây làm gì? Vô đây chơi. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Tao hôm qua tao kêu bắn ra nè. Họ kêu anh vô nữa bây giờ. Tán này họ kêu anh lắm. Kêu anh xuống ra đằng ngoài. Thôi giờ ơi. Phan đây cho hỏi cái mấy Danh đang làm gì? Làm gì? Chụp mặn hả? Chụp mặn hả? Chứ có bẻ mặn hả? Hết sức rồi ta. Xong lấy lòng bẻ. Ôi chuyện của mày. Chụp mặn. Ôi đây có mấy cái mặn. Đâu phải bóc bóc đâu. Thì chụp mặn thì chụp mặn thì khác. Ừ, đúng rồi. Bây giờ chụp mặn. Anh quay cho mọi người xem Danh. Đấy, từ từ đợi kêu một mày hả bẻ bỏ đi. Rồi quay cho mọi người xem. Dẹo quay cho mọi người xem nha dẹo. Ok. Xem. Thì Danh hôm nay sẽ chụp mặn toàn xích qua đây nét nhẹ rồi này cái. Ok. Rồi bây giờ Danh chụp mặn như tư thế như thế nào thì thảm quá mày ơi, quay tào lao ghét quay không có gì mà coi được. Không được. Anh mới tào lao. Cái dướng cái cành giống. Nhìn dướng cái giống kìa. Rồi vô. Bỏ đi chứ đó còn nó ấy rồi. Quay trái. Má trái không có rồi. Để đi. Quay lúc mà giỡn rồi. Rồi bây giờ từng người làm đi. Tẹ. Quay đi. Mày quay cái gì thực tế mà quay sàm sàm này mà quay. Mày anh chụp mặn. Thực tế anh quay. Quay solo lại khúc đó đẹp lắm á. Quay solo motion. Phan, rồi anh quay cái mặt qua đây nè. Quay cái mặt qua đây nè. Quay mặt qua cam. Thôi quay cái mặt qua cam nè, rồi chụp. Anh nhảy lên chụp cái anh gớt xuống cái solo motion đấy không? Rồi giờ lấy giọng ra đi. Lấy đầu ra từ từ. Chứ nè coi. Quay cho người ta xem từ từ chứ. Quay tàu lao bác sĩ. Lao luôn. Sẽ kể lắm. Nào bây giờ em đề tăng lên nè. Được nha. Lên đầu dễ. Gì? Không, để đề tăng lên nè. Em đề tăng cho anh phóng lên anh chụp cái rồi hiểu không? Quay qua đây mọi người. Quay qua đây nè. Là phóng lên chụp cái thôi nha. Rồi để kẹp quần để tăng xuống cái. Được chưa? Rồi. 1, 2, 3. Đàng hoàng đi. Đâu có tụ quần đâu có quay được đâu, khúc đó cắt mà, khúc đó cắt mà. Tụ quần đâu có lên YouTube được. Một phép ít thôi. Đấy. Đấy đi anh ơi, đấy. Tụ quần đâu có đăng YouTube được. Thôi tao lớn rồi, tao không nghe mấy vụ nữa đâu. Thôi nghỉ. Thôi kết thúc tại đây nha mọi người. Đi. Ừ.
bẻ ăn danh sẵn lên rồi. Bẻ ăn danh vậy, bẻ lòng đi, bẻ lòng đi, bẻ lòng đi, bẻ bẻ ăn để người tối ngày quay quay đi. Ừ, quay đi, tối ngày quay sầm sầm hoài luôn. Quay cái chiến thuật bơi chiến gãy rồi sao, quay chiến thuật A không quay đi, đi quay chiến thuật tàu lao. Ừ, tàu lao, tàu lao thấy cực tài chiến thuật A nha. Ê, thằng nào bắn bẫy con này rồi. Ai vậy? Danh kìa. Bắn nào em? Nãy báo, báo con bẫy con đạn tương rồi. Thôi cái mặn đi, chỉ qua mặn đi. Quải ông nậu được chứ. Bây giờ nhiều quá vậy anh. Ủa là ăn sạch á, ăn mặn sạch á. Ăn mặn là sạch luôn á. Đúng rồi. Ăn từ từ ăn thôi chứ đừng có ăn nhiều. Ủa là sạch, sạch luôn á. Từ từ đó mấy ba. Từ từ thôi. Ba, đừng có ai á. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ngọt quá. Ngọt vậy. Ngọt, chay. Ngọt. Ngọt trái hơn. Ừ, ngọt vậy. Mày cầm vô cái họng mày, mày chưa toan không? Đi chay. Rồi, rồi, tới công chuyện rồi. Giờ chú khác thủ anh kẹo hết à. Ui, sợ quá sợ. Mẹ giờ chưa? Nghĩ chưa? Ăn chưa để tay chạy cho mẹ nguyên quen chưa? Mẹ mặn nó dậy chua. Ngọt ngay quá. Bữa nay này ngon hơn cái này trước rồi. Ngọt cái trái ngọt, ngọt ngọt ngay. Mèo mèo mèo. Trời ơi, rớt mẹ nó rồi đó vậy. Làm được hết đấy. Vô nhà, vô nhà, vô nhà. Vô nhà, vô nhà. Úp đá ăn ngon. Bị vô mặt bay hay gì bay? Bị vô mặt bay hay gì vậy? Cái thằng này trộn mà ăn trộn ở đây nữa là sao? Rồi. Tôi tưởng tôi bị lịch bại không chứ. Lần thứ hai rồi nha. Ăn uống tự vẽ đi. Tháo con đèn xuống. Dạ. Thái độ gì vậy? Mẹ. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ây da. Ây da. Mấy con khốn nạn. Ây da. Chó này má rồi, thiệt tình chứ. Mày xuống đây mày nha.
rồi không có cái sim vô lưng thấy mẹ luôn rồi. Chó. Giỡn thiệt kiếm cho nó có nước. Đừng có giỡn nữa, tao tao đi lên đây. Đi tiếp coi. Tao hứa bố tao không hàm ăn không uống quay nữa. Sao? Gai rồi. Sao nói? Không hàm ăn không uống nữa. Tao mới quay đâu rồi? Nó quay vô nè. Sao nói? Không hàm ăn không uống anh em nữa. Ok rồi, ở đây ok rồi, ở đây ok. Rồi mệt chưa? Rồi. Thấy gì chưa? Thấy gì không? Ôi, đừng có giỡn mày. Xin lỗi đây. Xin lỗi đây giờ. Xin lỗi hết tầng của anh em. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Trời ơi. Wow, tao không chơi mày nữa đâu. Run. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh. Mặc dù quỷ rồi chạy. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Thấy hay thì để lại like, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nha. Thôi bây giờ để mình lên trước nha mọi người, để lần sau còn có chuyện à. Bye bye.